Thực hiện kế hoạch số 23 ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Nhâm Dần tại phường Măng Thái, quận Sơn Trà. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, hội viên nông dân đã tập trung tại bãi biển Măng Thái gần khu vực Lăng Ông, quận Sơn Trà để hưởng ứng đợt ra quân. Hội Nông dân thành phố đã phát động các cấp hội trồng 250 cây dừa sim luồng, 20 cây bằng lăng dọc tuyến kè biển, đồng thời hỗ trợ thêm 50.800 cây xà cừ, 6 chò đen, keo Úc từ nguồn hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố để trồng trên các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, với mục tiêu tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, từng bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, quận Sơn Trà cũng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức ra quân lễ Tết trồng cây. Thì chúng tôi cũng vận động nhân dân rất là hưởng ứng, rất là đồng tình chỗ này. Bởi vì ngoài việc là phát triển du lịch gắn với cây xanh thì cái bờ biển của Sơn Trà cũng cần được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên. Sóng biển hàng năm có thể vào và nó gây ảnh hưởng đến cái việc xâm thực bờ biển. Do đó mà việc phát động trồng cây dừa rất là phù hợp với cái điều kiện sinh thái cũng như là điều kiện phát triển kinh tế của quận nhà. Đối với là cái buổi ra quân trồng cây đầu năm này thì nhằm mục tiêu tuyên truyền cho các cái cấp hội nông dân nói riêng và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố chúng ta nói chung thực hiện cái vì cái mục tiêu cây xanh cho thành phố, vừa đảm bảo cái cảnh quan môi trường, vừa là tạo cái nguồn cây xanh để phát triển thành phố bền vững. Cũng tại buổi lễ, Hội Nông dân thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh trong cán bộ hội viên nông dân gắn với việc tích cực đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, góp phần thực hiện đề án Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030.